Rồi, đầu câu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu câu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả anh em cái lô cần anh em ở đây cần phép thôi nha. Có hai cái cặp bên cuối cùng. Thì giá em sẽ sale cho anh em, sale rất là rẻ cho anh em luôn, tầm 250 ngàn cây thôi là anh em đã mua được một cái cần câu lăn xê, câu biển, câu nói chung là câu đủ thể loại cho anh em luôn, câu lăn xê, câu sông, câu hồ, câu biển. Đó thì giá tầm khoảng 250 ngàn cây thôi, đa số là 250 thôi. Chỉ nó chỉ có vài cây là 300 400 thì nó chỉ có vài cây thôi, còn lại đa số 250 thôi anh em ạ. Đó thì anh em nào mua thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 nha, hoặc là 0588 887 889. Rồi đó, anh em mua một mã là phí cước 30 ngàn toàn quốc cho anh em, còn hai mã thì em free ship cho anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Và giới thiệu anh em cái mã đầu tiên nha. Cái mã đầu tiên cái rác cần nha anh em, cái rác cần ở đây nó có thể đâu rồi hey. Giờ móc làm sao ta, giờ cái này đi rồi nè, nó ra nó qua nè đúng không, vậy hết à, hay móc chỗ này ta, nó lên vậy mấy không biết cái này nó móc kiểu gì luôn á trời. Cái này nói chung là này nó móc được anh em, cái gì anh em lấy thì em sẽ coi lại nha, vì mà sao móc và nó bị dướng này em không biết. À nằm trong đây vô đây da, đẩy nó vô, à đẩy nó vô anh em ơi, đẩy nó vô đây nè đó, đẩy vô đây nè nè, móc lên nè anh em, đẩy nó vô nha đó, đẩy nó vô đó, đẩy vô này là nó sẽ gom lại anh em. Trời xin để em xịt vô bảy cho nó đó nè, đó là gác được cái cần nha anh em. Thì đây nó có ba chân trụ nè, ba chân trụ xuống nè đó, anh em để vậy thôi, gác cần lên gác được một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, cái này gác được 5 cây nha anh em, gác được 5 cây rồi. Cái gác này có thể chỉnh kéo dài được nè, mở đây ra kéo dài ra. Rồi cái này mã cho anh em là 857 nha, 857 giá 130 thôi, 857 bán cho anh em 130 ngàn thôi. Này đây tí nữa em sẽ tính rồi bảy vô cho mềm mềm chứ giờ nó hơi cứng anh em ạ. Rồi 857 giá 130. Tới 858 là cần ba khúc lăn xê nè, khoan buji, bát buji anh em, chất liệu phíp nha. Cây này bán thanh lý cho anh em nè, cây này độ cứng 53 mét thôi, độ cứng 53 mét thôi, chất liệu cần nó phíp nha anh em, độ cứng 53 mét, câu sông câu hồ được nha. Đây câu sông câu hồ được, cây này mã cho em 876 nha, nặng 360 gram, ngọn 1 ly 9, gốc của nó 21,9 là 22 anh em. 876 này bán 300 giảm còn 250 thôi, giảm sập sàn cho anh em luôn. 876 này giá 250 thôi. Rồi tới 877 nào, đi cần hai khúc câu biển nè, cần cứng nè, câu biển, câu cá cha, câu bông lau, câu sông, câu hồ được hết nha. Chất liệu bằng phíp anh em, phíp nha, khoen buji, bát buji, khoen buji đá sấm xanh nha anh em, bát buji độ cứng 150 2m4, made in Korea anh em à. Cần nói chung khá là đẹp á. Ở đây thì nói chung mấy cái chỗ này thì dễ mà, giờ lấy bàn chải anh em đánh nó là hết anh em ơi, bàn chải á nó đánh ngâm ngâm nước nó một tí rồi đánh lấy cái bồi sờ chiếc bồi trơn á để xịt vô cho nó nhẹ cho nó mềm mềm ra là anh em đánh nó cái là bung hết à, cái đó dễ lắm anh em à. Cần đây nói chung có chày nha, chất liệu phíp. Và cây này mã cho anh em 877 nha, nặng 520 gram, ngọn 6 ly 4, gốc 19 đó. 877 này giá cho anh em 600 giảm còn 400 thôi, 877 này giá cho anh em 600 giảm còn 400 thôi. Rồi thấy ta 878 anh em là cần rút nha, cần rút câu lục, câu bạc bờ biển anh em, câu câu sông, câu hồ, câu lăn xơi được nha, dài 3 mét thôi, khoan nó khoan hãng anh em. Cái này nó hơi tan anh em có thời gian em xử lý á. Cái này anh em dễ việc đánh bóng là nó bóng anh em à, nó dạng như là nó là nhôm anh em, lâu ngày nó tan nè, nó ố canxi á, nó ố canxi thì anh em về vệ sinh đó. Này nó giống như là cái vòi inox anh em thưởng nhà xài để xả nước anh em, thì anh em xài thời gian thì nó bị đóng canxi á,
Thì đó thì anh em xử lý y khuôn mấy cái đó thôi. Không, chùi nó ra hết. Còn em muốn đẹp thì mua cái chai xịt tẩy canxi đó anh em. Thì xịt nó một cái là nó bóng lưỡng luôn. Đầu cứng cái này tương đương là 30 của cần lục. Mà cần lăn xê thì cứng này tương đương khoảng 50, 60, 50 đến 70, 50, 60, 70 của lăn xê nha anh em. Còn câu lục thì cái này cứng khoảng 30 của cần lục. Cần câu lăn xê, câu sông, câu hồ, cây cứng khoảng 50, 60. Rồi cái này mã cho anh em 878 nha. Nặng 544 gram, ngọn 3 ly 7, góc 20, 23,9 anh em. 23,9 là tương đương 24 anh em ạ. À. 878 này bán cho anh em 200 ngàn thôi. Hãng cái này hãng Daiwa nha. 878 giá 200 ngàn thôi. Và cái 879 lại cần 3 khúc nè. 3 khúc câu lục là câu bạc bờ biển, là câu sông nè anh em. Khoan buji, bát buji nè, chất liệu phíp nha. Khoan bát buji chất liệu phíp. Ngoại hình có chày anh em à. Ngoại hình có chày dài 3,6 thôi. Dài 3,6 thôi. Chất liệu cần nó rất là tốt anh em. Cây này nếu mà cứng theo cần lục thì cây này cứng khoảng 25. Còn cứng keo cần đánh sông, đánh hồ, đánh lăng xê thì cây này cứng tầm khoảng 50. Đó. Còn anh em muốn câu nào 57, 50, 60 gì đó. Cứng câu cần lục thì cứng khoảng 25 anh em. Còn cứng theo lăng xê, câu bờ sông, câu hồ cứng khoảng 50, 60. Rồi cây này mã cho anh em là 879 nha. Nặng 549 gram, ngọn 3 ly 9, góc 26,5. 879 này bán cho anh em 300, giảm cho anh em còn 250 thôi. 879 này giá 250 anh em, 250 ngàn. Rồi tới 880 lại cần 3 khúc anh em, 3 khúc câu lục, câu bạc bờ biển, câu sông, câu hồ anh em. Khoan nó khoan FK anh em, đời đầu của thằng Fuji. Bát đời ba nó bát gặp như hình nè. Đó. Hãng Olympic nha anh em. Hãng Olympic, bát nó là bát inox như hình nha. Cây này là hãng Olympic nè. Cây này dài nó không để chiều dài nên mà nó bị chóc cái tem sao rồi. Để em coi này nó bằng nè. À hai cây này dài hơn một chút. Cây này nó dài 3,6. 3,6 rồi cây này dài 3,9 anh em ơi. Đó, cây này dài 3,9 nha. Khi dài 3,6 cây này dài 3,9. Đó, 3,9 độ cứng cái này tương đương của cần lục là 27. 27 của cần lục thì cứng tương đương khoảng 60 70 của cần lăn xê nha anh em, lăn xê câu sông câu biển nha. Đó, cứng tương đương 27 của cần lục thì cứng bằng 50 70 của thằng câu lăn xê. Câu lăn xê, câu sông, câu biển, câu ngâm. Đó cái mã cho anh em 888 880 nha. Nặng 712 gram, ngọn 4 ly 1, góc 26,8. 888 này bán cho anh em 300, giảm còn 250 thôi. 888 này giá 300, giảm cho anh em còn 250 thôi. Hãng Olympic nha anh em. Lộn, 880 chứ, 880 nha. Và tới 881 này cần rút anh em. Cần rút nè. Đó, bát Fuji bát 7 là dài 3,9 thôi. Cây này dành cho anh em câu câu dạng như câu đủ thể loại anh em, câu cái gì cũng được này, câu lua cũng được, câu câu sông, câu hồ, câu ngắm được, nhưng mà nói chung đủ thể loại thì anh em biết là nó nằm lưng chừng anh em. Thì anh em câu, nếu mà câu ngâm thì câu tải mò nó không có cao đó, còn câu phao, câu lua thì mấy cái này nó rất ok, nhấp lóc cũng được đó. Còn nếu mà chỉ có câu ngâm thì cái này tải 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 chì nó không cao anh em, tại nó nằm ở lưng chừng thì nó cứng không cứng mà mềm không mềm, nó cứ lưng chừng anh em. Cây độ cứng tương đương 20 thôi, 20 cần lục anh em. Còn cứng khoảng 40 của cần lăn, của cần ha lăn xê anh em, 40 của cần lăn xê. Ngoại hình chung có chạy nha, ngoại hình chạy. Rồi cây này mã cho anh em 881 nha. Nặng 322 gram, ngọn 2 ly 6, góc 22. 881 này giá 350 nè, em giảm cho anh em còn 280 thôi. Khoan bát Fuji nha anh em. Biên bộ khoan này không cũng trăm mấy 200 anh em ạ. À. Khoan bát Fuji nha. Rồi tới 882 lại cần 2 khúc nè. Khoan nó khoan FK đó, trắng lòng đỏ anh em. Cây này là khoan FK nó khoan đời đầu của thằng Fuji nha. Bát là bát Fuji nè. Cây này thông số thì nó chốc hết rồi anh em à. Alo này thay alo Fuji anh em. Fuji Fuji sau này Fuji đời mới nha. Cây này dài của cần là coi, coi. Cây dài 2,1 m anh em.
cây dài 2m1, độ cứng cái này tương đương là 50 60 50 60 70 vậy đó, dành cho anh em câu câu bè 2m1 thì anh em câu bè nè, câu thuyền nè, câu thả anh em. Cây đánh ngon nha. Cây này câu dạng câu ngâm cũng vẫn được, câu lân xơi có ngâm vẫn được, nhưng mà nó hơi ngắn thì quăng không được xa thôi. Nhưng mà câu vẫn bình thường anh em mà. Câu lân nói chung là anh em có cái ao nhỏ tầm khoảng bán kính tầm khoảng 15 20 mét thì cây này đánh vẫn được. Còn mà câu sông lớn thì nói chung cây này quăng thì nó không được xa nha anh em. Cây này tải chì, nó tải chì khoảng 100 100 mấy, 100 150 bình thường anh em. Cây này mã cho anh em 882 nha. Nặng của nó là 436 g, ngọn 3 ly 3, gốc 17,5. 882 này bán cho anh em 350 là giảm còn là 250 thôi. 882 chứ, 882 giá 250 nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Là cái 883 anh em. 883 này cần 3 khúc nè. 3 khúc lục nha. Cây này độ cứng tương đương 20 thôi, 20 23 thôi. Đó là cần câu lục anh em. Còn nếu mà tính cứng theo cần lăn xơi, cây này cứng khoảng 50 của lăn xơi. 50 của cần lăn xơi nha anh em. Chất liệu phíp nè. Khoan của nó là khoan FK đó, trắng lòng đỏ nha. Bát nó là bát FK luôn. Khoan FK, bát FK đời đầu của thằng Buzi đó anh em. Này nó vẫn là khoan bát Buzi nhưng mà nó đời đầu, nó không để chữ Buzi mà để chữ FK anh em ạ. Cây có chày. Cây này dài của cần là, để em đo thử coi. Cây này dài của cần là 3 mét anh em. Cây dài của cần là 3 mét thôi. 3 mét thôi anh em ạ. 3 mét. Rồi cây này mã cho anh em là đâu rồi? Mã 883 nha, nặng 417 g, ngọn 3 ly 1, gốc 20. 883 này giá cho anh em 300, giảm còn 250 thôi. Đó, giá 300 bây giờ giảm còn 250 thôi, 883. Cái 884 này cũng là một cây cần câu lục luôn, câu lục câu lăn xơi nọ nè. Nếu mà tính theo cần lục này cứng khoảng 25, còn tính theo cần lăn xơi thì cây này cứng khoảng 50 60 nha anh em. Đó, khoan của nó là khoan FK đá trắng lòng vàng anh em. Bát của nó đây, ở đây nó còn cái siêu anh em, nó còn cái siêu nè, chưa xài nè anh em, lấy nếu mà về chơi phải tháo này ra nha, nó còn cái siêu chưa xài anh em. Cái bát nó chưa sử dụng luôn á, nhưng mà cần nó hàng bãi, nó dục vô bãi, nói chung cà cà cũng có chạy anh em. Đó, cần thì cần chưa sử dụng, dài 3 mét, hãng Olympic anh em à. Cần thì đẹp, mới nha. Cây này dành cho anh em thích câu sông cũng được, câu sông câu hồ, cái này đánh ngon nè. Rồi cây này mã cho anh em là 884 nha, nặng 456 g, ngọn 2 ly 8, gốc 20,6. 884 này bán cho anh em 300, giảm 250 thôi. 884 giá 250 nha anh em. Rồi tới 885 nè, một cây cần 3 khúc nè, 3 khúc nè. Nếu mà tính theo cần lục này cứng khoảng 20 cần lục, cứng theo cần cần lăn xơi đó, câu lăn xơi câu sông câu hồ, cây cứng khoảng 40 nè, cứng khoảng 40 thôi. Cây này ngọn cũng hơi mềm. Cây này dài của cần là 3 mét nè, hãng Daiwa nè, cái này dính keo nè, về xử lý nha, dính keo á. Này cũng vậy. Cần nói chung còn khá là ngon á, chạy cũng khá nhiều. Nhưng mà hãng Daiwa thì được cái là cái Daiwa thì được cái phone nó tốt nè, phone nó tốt nè, phíp đỏ nha. Cần đẹp lắm. Và cái này mã cho anh em 885, nặng 313 g, ngọn 2 ly 6, gốc 18,9. 885 này giá 300, giảm còn 250 luôn. 885 giá 250 nha anh em. Tới 886 nè, một cây cần 3 khúc câu lục nha anh em. Độ cứng lục thì tương đương tầm khoảng 20 25 27 nè. Còn tính theo cần lăn xơi câu sông câu hồ câu ngâm thì cái này cứng khoảng 50 70 nha anh em. 50 70. Chất liệu phíp nè. Khoan của cần là khoan FK anh em, ngoại hình có chày. Bát nó là bát Fuji anh em ạ. Khoan FK bát Fuji nha. Cây này
Cây này nó bị rớt tem thông số em ơi, rớt tem thông số thì giờ không biết nó thông số dài nhiêu anh em ạ. Cây này để em coi coi. Ai à, cái cây này hồi nãy dài 3,6 nè, cây này dài 3,6 em ơi, nó bằng với cây này luôn nè, cây này nó bằng khít luôn là 3,6 em, cây dài 3,6 thôi và hình xấu nha. Cây này mã cho anh em là 886 là nặng 669 gram, ngọn 3 ly 9, gốc 26,5. 886 này giá 300 giảm còn 250 thôi. 886 giá 300 giảm cho anh em còn 250 nha anh em. Và cái 887 là cần 3 khúc câu lục nè, cây đẹp nè anh em. Độ cứng này tương đương 25 27 nè, độ cứng của lăng xơi thì tương đương với là 50 70 anh em. Còn lục thì 25 27 nha. Khoen của cần là khoen Fuji đá trắng anh em. Khoen này khoen Fuji nha, bass Fuji chất liệu cần carbon, hãng Shimano nè. Tem ở đây thì nó rớt rồi, tem này tem tem chiều dài anh em. Nói chung cần khá đẹp á. Cây này dài để em coi coi. Dài 3,6 luôn em ơi. Nó bằng cây cây bên luôn, dài 3,6 luôn nha, độ cứng như như nãy em báo. Ở hãng Shimano nha anh em. Cây này có chạy đây đây, nhưng không sao, chạy mà dễ thôi, câu bình thường nha. 887 nặng 402 gram, ngọn 3 ly rưỡi, gốc 24,8. 887 này giá 300 giảm còn 250 luôn. 887 giá 300 giảm 250 nha. Rồi tới 888 là cần 3 khúc nè. 3 khúc nè. Cái này nếu tính theo cần lục thì cái cứng khoảng 25 cần lục anh em. Còn tính keo lăn xê thì lăn xê câu ngâm câu sông câu hồ thì keo này cứng tương đương khoảng 50 50 60 cần lăn xê câu hồ anh em. Ngoại hình đây. Cần thì rất là đẹp anh em ạ. Khoan cũng cần là khoan Fuji, bass Fuji nha. Khoan Fuji, bass Fuji, đề ba đây. Đề ba gặp nha. Đó. Kéo lên kéo xuống được. Khoan Fuji, bass Fuji. Ngoại hình nói chung khá đẹp, cái này dài 3 mét. Gì kỳ à? Ừ, cây ngắn mà anh em. Cây ngắn này kia nhiều, đúng rồi. Cây dài 3 mét nha anh em. 3 mét hãng có hãng NRK nha, mà NRK nha. Chất liệu cần nó là phíp anh em, cần rất là đẹp nha, mới. Rồi cái này mã số 888 là nặng 437 gram, ngọn 3 ly 4, gốc 21,6. 888 này giá 300 giảm còn 250 nha. 888 này giá 300 giảm cho anh em còn 250 nha. Cái 889 này bị cần 2 khúc carbon nè. 2 khúc carbon khoan Fuji, bass Fuji nha. Cây này dành cho anh em câu lăn xơi, câu sông, câu hồ nè, dài 21 thôi, câu bè. Đó, cây này thì cái khoan đây thì nó hơi dạng như là nó cái chân khoan hơi bị tan tan anh em, nó thấm ra cái chỉ nè. Nhưng mà không sao nha, câu bình thường nha, nó chỉ dạng như là cái chỉ nó hơi nhạt á. Nó hiện cái này ra nhìn nó xấu này, thực chất nhìn nếu mà anh em câu bình thường. Còn anh em muốn đẹp thì giờ đưa thợ nó xử lý nha, nó tháo hết mấy cái chỉ này ra. Đó, tháo hết mấy cái chỉ này ra. Tháo tới đây thôi. Nó sẽ vô cái chỉ màu đỏ, anh em cứ cho thợ vô chỉ màu đỏ hoặc chỉ màu đen anh em thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì vô lại chỉ riêng của nó đây còn người để nha anh em, chỉ thay mấy chỉ này thôi. Đó, độ cứng cái này tương đương là 50 21 nè. Cứng 50 60 21 thôi. Hãng Olympic nha. Cái này mã số 889 là nặng 250 gram, ngọn 1 ly 7, góc 16,7. 889 này bán 600 nè, giảm còn 500 thôi. 889 này giá 500 anh em. Rồi tiếp theo cái này mã số 890 nè. Cây này thì nó bị bể đá anh em, bể một chân đá nha. Anh em về xử lý nha anh em, có đá khoan Fuji giống vậy nè. Anh em cứ gắn qua dán keo thôi chứ không có cần mà tháo ra địa chỉ keo, còn anh em muốn tháo ra địa chỉ keo vẫn được, đẹp hơn anh em. Chân keo ở đây thì nó cũng hơi bị bung anh em. Dạng như là nó bung keo nè. Dài 2,1 m, hãng Olympic Century nè mà. Đầu cứng cây này tương đương là tầm khoảng 60-80 nè. Cây cứng khoảng tương đương 60-80. Câu sông, câu bè, câu hồ cũng vẫn được nha. Made in Korea. Cây này hãng Mamiza UB, thương hiệu của Olympic nè. UB với tắt Olympic nè. Cần này rất là đẹp, chất liệu cần carbon nha anh em. Rồi cây này cho anh em câu biển, câu sông, câu hồ, câu bè, câu thuyền, câu thả gì anh em muốn câu thì anh em câu.
Rồi cái mã cho anh em là 800. Cái này chưa ghi 890. Rồi 890. Nặng của nó 254 g, ngọn 2 ly 6, góc 15. 890 bán 350 thôi cho anh em về thay khoan nha. Thay khoan 890 giá 350 là cây này nếu mà nó hoàn thiện khoan ba khoan luôn là cây này nó rơi khoảng tầm 650 cây anh em. Thì em đã bớt giá cho anh em về xử lý rồi đó. Đó, rồi 890 giá 350. Rồi anh em nào lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.